Chào các em học sinh khối lớp 6. Bài học ngày hôm nay chúng ta cần tìm hiểu là bài 20, hơi nước trong không khí, mưa. Trong bài này có hai nội dung chính: 1. Hơi nước và độ ẩm của không khí. 2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Trước tiên, cô và các em cùng tìm hiểu phần 1, hơi nước và độ ẩm của không khí. Các em cùng quan sát hình các thành phần của không khí. Và chúng ta có thể thấy được rằng hơi nước chỉ chiếm 1% trong các thành phần của không khí. Tuy lượng hơi nước hết sức nhỏ bé, nhưng lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng khí tượng như sương, mây, mưa. Vậy, lượng hơi nước trong không khí do đâu mà có? Các em cùng quan sát các hình sau. Qua những hình ảnh trên, ta thấy được không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định do hiện tượng bốc hơi của nước trong các biển, hồ, ao, sông, ngòi. Một phần hơi nước còn do động thực vật thải ra và kể cả con người của chúng ta. Tuy nhiên, nguồn chính cung cấp hơi nước cho không khí vẫn là nước trong các biển và đại dương. Do có chứa một lượng hơi nước nhất định nên không khí bao giờ cũng có độ ẩm. Và dụng cụ đo độ ẩm không khí là ẩm kế. Và đây là hình ảnh của chiếc ẩm kế dùng để đo độ ẩm không khí. Lượng hơi nước tối đa trong không khí. Các em cùng quan sát bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí và chúng ta thấy được khi nhiệt độ 0 độ C, lượng hơi nước trong không khí có được là 2 gram trên mét khối. Nhiệt độ 10 độ C, lượng hơi nước 5 gram trên mét khối. Nhiệt độ 20 độ C, lượng hơi nước 17 gram trên mét khối. Nhiệt độ 30 độ C, lượng hơi nước 30 gram trên mét khối. Và từ đây, ta có thể rút ra được các kết luận sau. Nhiệt độ có ảnh hưởng lớn đến khả năng chứa hơi nước của không khí. Nhiệt độ không khí càng cao, lượng hơi nước chứa được trong không khí càng nhiều. Khi không khí chứa một lượng hơi nước tối đa, thì không khí đã bão hòa hơi nước, có nghĩa là không khí không thể chứa thêm được hơi nước nữa. Vậy, thế nào là sự ngưng tụ? Khi không khí đã bão hòa, vẫn được cung cấp thêm hơi nước, hoặc bị lạnh do bốc lên cao, hay tiếp xúc với không khí lạnh, thì những hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành những hạt nước, đó gọi là sự ngưng tụ. Và khi hơi nước ngưng tụ tạo thành những hạt nước, có thể sinh ra hiện tượng sương, mây, mưa. Và tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về phần 2, mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Một, khái niệm mưa. Mưa được hình thành như thế nào? Các em cùng tìm hiểu qua hình sau để thấy được quá trình hình thành nên một cơn mưa. Khi không khí bốc lên cao, hơi nước sẽ ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ li ti. Những hạt nước nhỏ li ti gắn kết lại tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ và rơi xuống đất tạo thành mưa. Và đây là quá trình hình thành mưa. Và đây là hình ảnh một số cơn mưa các em có thể cùng quan sát. 2. Cách tính lượng mưa của một địa phương. Người ta dùng dụng cụ đo mưa đó là thùng đo mưa hay còn gọi là vũ kế. Đơn vị của lượng mưa là mm. Và đây là hình ảnh thùng đo mưa. Cách tính lượng mưa trong ngày bằng tổng lượng mưa các trận mưa trong ngày. Lượng mưa trong tháng bằng tổng lượng mưa các ngày trong tháng. Lượng mưa trong năm bằng tổng lượng mưa các tháng trong năm. Lượng mưa trung bình năm bằng tổng lượng mưa nhiều năm chia cho số năm. Và các em cùng làm bài tập sau.
quan sát biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh. Em hãy hoàn thành bài tập sau. Và đây là biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh. Biểu đồ gồm các yếu tố sau. Một trục dọc ở phía bên trái với đơn vị là mm thể hiện cho lượng mưa. Một trục nằm ngang thể hiện các tháng trong năm. Và lượng mưa được thể hiện bằng những cột màu xanh. Quan sát biểu đồ, em hãy cho biết tháng có lượng mưa nhiều nhất và ít nhất của thành phố Hồ Chí Minh và lượng mưa là bao nhiêu mm. Trước tiên, muốn tìm tháng có lượng mưa nhiều nhất, các em sẽ chọn tháng có cột cao nhất, đó là tháng số 9. Và sau đó, chúng ta sẽ đặt thước vào đầu cột tháng số 9, dùng viết chì kẻ một đường thẳng ngang qua trục lượng mưa. Và chúng ta sẽ biết được lượng mưa của tháng 9 là bao nhiêu mm. Vậy, tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 9 với lượng mưa 325 mm. Tương tự, muốn tìm tháng có lượng mưa ít nhất, các em sẽ chọn tháng có cột thấp nhất, đó là tháng 2, và cũng tương đặt thước lên đầu cột tháng số 2 và cũng vẽ một đường ngang qua trục lượng mưa. Và chúng ta có kết quả tháng 2 lượng mưa ít nhất với lượng mưa là khoảng 4 mm. Phần 3, sự phân bố lượng mưa trên thế giới. Quan sát bản đồ sự phân bố lượng mưa trên thế giới, em hãy xác định các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000 mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200 mm. Nêu nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Để xác định được khu vực có lượng mưa trên 2000 mm, các em sẽ dựa vào bảng chú thích. Những nơi có lượng mưa trên 2000 mm là những nơi có màu xanh dương đậm. Và những nơi có lượng mưa dưới 200 mm, đó là những nơi có màu xanh lá nhạt. Và những khu vực có lượng mưa trên 2000 mm trên thế giới, đó là khu vực Trung Mỹ, khu vực Đông Nam Á. Những nơi có lượng mưa dưới 200 mm, đó là khu vực Bắc Mỹ, khu vực Bắc Phi và khu vực Đông Bắc Á. Từ đây, ta có thể kết luận được rằng lượng mưa trên trái đất phân bố không đều từ xích đạo về phía hai cực. Và sau đây các em cùng làm bài tập. Dựa vào bảng lượng mưa sau, các em hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dựa vào công thức cô đã cung cấp ở phía trên, chúng ta có thể biết được tổng lượng mưa các tháng mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh là 1931 mm, bằng cách cộng lượng mưa các tháng mùa mưa lại là tổng lượng mưa của tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tương tự, tổng lượng mưa các tháng mùa khô, các em sẽ cộng lượng mưa của tháng 11, 12, tháng 1, 2, 3, 4 và ta có kết quả tổng lượng mưa các tháng mùa khô ở thành phố Hồ Chí Minh là 243,6 mm. Và tổng lượng mưa trong năm của thành phố Hồ Chí Minh, các em sẽ cộng lượng mưa của 12 tháng lại và chúng ta có được kết quả tổng lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh là 1.687,4 mm. Và sau đây là nội dung bài học ngày hôm nay của chúng ta. Các em cùng ghi nội dung ghi bài vào trong tập. Và phần hướng dẫn ở nhà của cô. Các em ghi bài 20 vào tập, chuẩn bị bài 21 thực hành. Chào các em!